Dạ vâng, xin chào mọi người. Clip này thì mình sẽ đi test chất âm của sản phẩm đẩy niền vang niền micro được tích hợp 3 trong 1. Đây là sản phẩm hàng mới. Mình sẽ đi quay qua một chút về kiểu dáng hình thức bên ngoài và các linh kiện bên trong. Ở clip sau thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết về sản phẩm này. Ở đây là hình thức mặt trước của sản phẩm. Đẩy niền vang niền micro được tích hợp 3 trong 1. Hình thức mặt trước khá là đẹp. Và tiếp theo là các linh kiện bên trong. Cái sản phẩm này là hàng mới này, vừa mới về cửa hàng nhà mình ngày hôm nay. Và bây giờ thì mình sẽ khui ra và test chất âm. Ở trong này thì nó gồm 3 thiết bị. Một là phần công suất, cục đẩy. Hai là phần vang số. Và ba là phần micro không dây. Được tích hợp 3 trong 1. Ngoài ra thì có rất nhiều các tính năng như Bluetooth, USB, cổng quang. Đó. Linh kiện cũng khá là đẹp. Và chất âm ra sao thì lát nữa thì mình sẽ hát một đoạn karaoke để test về chất âm của cái sản phẩm này. Ở đây là tay micro, có 2 tay micro, cảm giác cũng khá là đẹp, cầm thì cũng rất là chắc chắn. Ok, bây giờ thì mình sẽ hát thử một đoạn karaoke về cái sản phẩm này. Tay micro mình đã bật lên rồi và mình thử tiếng micro. Đi 1 2 1 2 5 6 7. Đi. Ở đây mình đang sử dụng cặp loa bát 30 audio king, có vẻ như nó chống hú khá là tốt. Mình đang đứng gần loa nhé, cái vị trí đứng gần loa này, cách loa được khoảng chưa tới 1 mét. Đi 1 2 2. Đây. Chống hú khá là tốt đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ hát thử một đoạn karaoke. Từng đêm xuống dù em mỏi mòn, ngàn xa cách yêu em vẫn còn. Vì yêu em nên tim anh xót xa, tim anh xót xa đêm thường đi. Rừng vơi đôi nắng nghe tình cảm, đêm khuya vắng tiếng ai vọng xa. Vì yêu em nên tim anh nhói đau, tim anh nhớ đau phương trời lâu. Em yêu ơi đừng cho ta nhé, khi hương xuân tuổi đời đang nghe. Mong chi ta ngày về xa lắm, sẽ mỏi mòn trên trong đời trường. Ta mong em chìm vào quên nó, quên ta đi một thằng xu đắng. Bao đam mê để vui sâu trôn kín, ôi hạnh phúc giao xưa tuyệt vời. Ôi hạnh phúc mong manh xa rồi, như xe lăn tim ta người ơi. Ta thầm mơ môi hôn em lòng lòng, ta thầm mơ dáng em dịu dàng. Hai đứa, một người bên miền gió sương.
một người có còn thương nhớ. Để cùng con thấy trông cũng quá tốt đấy, từ xa loa luôn này, trông cũng quá tốt đấy. Xem tóc như một giấc mơ buồn, chờ cho em cũng quyết định cả. Ok, mình hát thử một đoạn karaoke bằng cái chế độ là lửa echo và lửa xì vào. Ở đây là hình thức mặt trước này. Và rồi thì mình có sản phẩm này mới về thì mình có khui ra và test thử một đoạn karaoke thôi. Và clip sau thì mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này để tới tất cả các khách được biết. Và hình thức mặt trước khá là đẹp đấy, có rất nhiều mẫu nhé, mặt trước nó có rất nhiều mẫu. Cái mẫu này là một cái mẫu gọi là phân khúc tầm trung, có thể sử dụng cho gia đình, công suất của nó cũng khá là lớn, 800 chót một kênh khoảng cỡ đó. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở clip sau thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này. Và hello, xin chào tất cả mọi người.